Tôi du học ở Anh. Dài không? Dài 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 dài. Ủa chai Liễu Rồi, động từ đây là liễu xuyến nhá. Tôi du học ở Trung Quốc nhưng mình phải đặt cái địa điểm đó, phải ở đó đã rồi mới làm gì làm, hiểu chưa? Là của trai ý của liễu xuyến nhá. Tôi là ví dụ đầu tiên chị nào. Nhà Tha sự in của Liễu Chuyển Sơn. rồi nhá là Anh ấy là Liễu Sư Trung Quốc. À, anh ấy là Liễu học sinh đến Anh, ở nước Anh. anh ấy là du học sinh Anh là xong đúng không? Bây giờ mình phải dịch làm sao, là những phiên dịch viên chuyên nghiệp như thế nào, nghe nó phải vào tai, người Việt mình đâu nghe phải vào tai đã đúng không? Anh ấy du học sinh Anh thế thôi, nó du học sinh nước Anh nhá. Rồi có tiếp theo nào? Mình sẽ là một học sinh, Rồi bạn là học sinh nước này. đúng rồi, bạn là du học sinh nào, ý là bạn đến từ đâu đó, không hiểu câu này không? Rồi tiếp theo nhá, thì có ở đây này đó, này là gì, này đây này là gì, Chị Trung trợ đúng không, trợ từ này đúng không, đúng không? Rồi thế nếu như mà từ này là gì, đọc là gì, mình là đây này, còn thêm cái bộ còn đây nữa, bắt đầu mình nữa, sure là ở đây được chưa, nào là gì kia, còn thêm bộ này là nọ là ở kia. Thế vậy ở đây mình có chưa chưa con nữa nhá, hoặc là chưa lý đúng không? Vì sao lại có hai cái từ khác nhau như vậy, là người miền Nam và người miền Bắc, người Bắc Kinh sẽ nói họ thích giọng cong lưỡi, nghe nó cong cong lưỡi nó ở đó, còn thì họ sẽ hay nói là chưa. Còn người miền Nam xuống là gần cái phía gần miền Nam đông tây nam bắc đúng không, đông tây nam bắc của Bắc Kinh trên này, họ sẽ nói là chưa, còn xuống phía nam họ sẽ nói là chưa đi nhá, mình có thể dùng cả hai đó. Thì chưa là ở đây, còn nọ là ở kia nhá. Rồi học đó với chị nào, hai từ trên này là Na nọ, Na rồi là Một đầu đầu người kia rồi Na na lị, lị na lị Na lị rồi là ở mà người ta hay nói là na lị, rồi tiếp theo hai câu nào, đọc luôn hai câu hoặc đọc luôn hai câu nào, Của trai chưa lại sai rồi mình, Của trai chưa rồi là gì, tôi đang ở đây, có phải tôi đang không, tôi ở đây, tôi ở đây nhá, của trai chưa, tôi ở đây đấy nhá. Rồi trai cộng với cả địa điểm, hay địa điểm ở đây hay thì sẽ dịch là tôi ở đây nhá. Rồi tiếp theo, câu tiếp theo là nào, tha trai chơi đi, chưa đi chơi rồi đi. là gì, Đấy, ở đây. rồi anh ấy ở đây. Tiếp theo từ tiếp theo nào, nhà nào, Công sư. công Công sư. công sư nhá, công sư, công sư là gì, Công việc. rồi động từ của công sư là cha. Chị có một cái hay là mọi người cái quần bỏ của mọi người á, mọi người dùng cái trang cuối này này, mọi người biết về một cái lượng từ, cái lượng từ mình đã đúng không? Nếu quyển sách thì nghĩ là bẩn, động từ của sách này, động từ của món ăn liên quan hoặc là tờ, rồi động từ không, dần dần mình bổ sung dần động từ cái trang cuối cùng của sách này, ở một quyển vở mình cái sách thì sao bốn quyển đúng không, mình ghi vào cái quyển cuối này nhá, của cái quyển vở ấy, cái quyển vở chứ sách là có bốn quyển đúng mà mới biết là quyển của sách đúng không. Nay mỗi lần mình sẽ thêm một cái phần động từ nữa, cung sư sẽ là cha nhá, động từ của cung sư. Học đến đâu chị sẽ bổ sung từ tiếng đấy nhá. Đi 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 đi, có thời gian đi. Những lượng từ nào mình đã học rồi.
từ là người là cửa rồi mấy nó dịu con sẽ có lượng từ về con chó này từ với con mèo khác nhau đó đó em nói cái đấy chưa ờ đó thì mình sẽ bổ sung thêm nhé chị còn những cái chị cũng không nhớ hết nhưng mà kiểu mình không quen lắm chưa có chuyện xem đó kiểu bền thời gian là từng thời gian cũng đoạn thời gian này đó kiểu quen mồm chị nhé nhiều khi là bảo chị cứ hỏi chị là chị cũng nhớ đó không nghe thì mình hay sử dụng nhất thôi nhưng mà nếu như mà trong cái lúc bí nhất cũng biết dùng được gì đấy dùng cửa quần ăn món ăn cửa nhá đúng chưa rồi chúng đọc câu đầu tiên nào icha và icha 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 nào nghĩ trước khi chị bảo đọc thì nghĩ nhá nghĩ trong có những từ gì đọc như nào nhá icha công sư còn lại nào icha cha 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 icha công cha 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 rồi y cha công sư y cha công sư y cha công sư ở ra ngoài nói thì người ta cũng hiểu thôi nhưng mà người ta sẽ bảo là em bị nhầm lẫn thêm một cái nghĩa là từng nghe người Trung Quốc nói như thế thôi ok cũng hiểu nhưng mà tại vì nhầm lẫn thêm một cái nghĩa người ta nói khoảng thế luôn y cha công sư nhá lại nào y cha y y y y y ở y cha công sư y cha công sư rồi hai công ty là gì rồi đó rồi một đây là một công ty nhá rồi tiếp theo nào của trai công sư rồi công sư thì đọc được nhưng mà trai thì chưa nhá của trai công sư công sư khác nhau không rồi nghĩa là tôi làm việc ở công ty rồi tôi làm việc ở công ty thôi nhá cũng có đang ở đây nhá rồi tiếp theo là của công sư công sư lại công sư rồi công sư công chuộc rồi nghĩa là tôi ở công ty bắt buộc làm việc tôi làm việc ở công ty bắt buộc tôi rồi hiểu chưa tiếng của công sư là công ty ép buộc nhá rồi trai y cha trung quốc công sư công chuộc rồi nghĩa là tôi làm việc ở một công ty trung quốc đúng rồi tôi làm việc ở một công ty trung quốc nhá của trai y cha trung quốc công sư công chuộc rồi từ tiếp theo là học习啊你在中国学习吗？对，蛮好的，我中国很棒。đúng rồi, có rồi, dịch tốt rồi đấy, tiếp theo hả? À, tại Trung Quốc 学习了，我还没考，不太好。还没考，哦，那就安坐呢。对，怎么样？我在学习很难的。对。Tôi đang học đúng rồi tôi đang học sao đó má là bận rất bận rồi nhá của trại chuyển trí trại cộng với động từ tôi đang học rất là bận rồi rồi tiếp theo từ tiếp theo là anh ngữ rồi của chế chế tinh lũy rồi là tôi học học cái gì nhỉ học cái gì tinh lũy là gì đúng rồi tiếp theo của trai tinh của chế chế tinh lũy rồi tôi ở nước Anh học tiếng Anh nghe nó sợ tai rồi vậy đâu tôi học Tiếng Anh của anh hỏi tiếng Anh. Được rồi, đúng không? Câu tiếng Anh của tiếng Anh. Rồi, tiếp theo nào? Một cơ sở
trai mấy cuốn xuống xí in hỏi một em trai tôi học tiếng Anh hỏi nước Mỹ đúng rồi. Tiếp theo tiếp theo là Hanoi 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 Yi Mồm đẹp vật lý. Đúng rồi, tiếp theo nào. Của chơi 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 hai người biết tôi nhất là tôi đang học tiếng Hàn. Tiếng gì? Tiếng Hàn tiếng Hàn. đúng rồi, có đọc tiếng Hàn chứ. Tiếng Hàn phải là Hán Nhủy, Hán Nhủy nhá. Rồi, hôm nay là Hán Nhủy nhá. Không phải tiếng Hàn đâu nhá. Rồi, tiếp theo là Ở cha ở Trung Quốc, chuyên sĩ Hàn Nguyễn. Rồi. Tôi học tiếng Hàn ở Trung Quốc. Rồi. Tiếp theo là chị Hoa chuyên sĩ Hàn Nguyễn. Rồi. Tôi rất thích học tiếng Hàn. Rồi. Tiếp theo. Từ tiếp theo là Tôi Rồi, nghĩa là em luôn đúng. Nếu em sai, xem lại một lần. Rồi, câu đầu tiên là Phú tươi. Cú tươi Ở sao chị nghe em đọc cũng không biết vang vang nhỉ? Phú tươi. Chị cũng đọc bình thường thôi mà chị cũng còn đang rất là đau họng luôn. Phú tươi. Cú tươi Rồi, hả? Không đúng. Không đúng, tiếp theo. Tươi mà. Tươi mơ Đúng hả? rồi. Đúng không? Rồi. Ta trai sử sử hai mươi tươi mơ. Rồi. Em đấy học tiếng Anh đúng không? Hay người ta học tiếng Rồi. Hán đúng không? Đúng không? Rồi, em học nhá. Rồi, tiếp theo. Tôi là Tươi được. Rồi, là đúng rồi. đúng rồi, tiếp theo nào. Chuột. Là vừa bật hơi nhá, vừa bật hơi vừa trò nhẹ nhá. Chua, chua. Tôi là chuột. Nào. Em tưởng là gì? Không. Mấy chữ nào là trò nhẹ nhỉ? Chư chư sư đó. Đây này. Chư này, chư này. Sư đọc là trò nhẹ nhá. Thế vào xong sao gọi đi cho nó nhớ đi. Hai ngày bật hơi này. Đây đọc là chư, chư và sư. Đây đọc là chư, chư và rư nhá. Bốn này đọc như chữ rờ nặng, trò nặng và rờ nặng. Nǐ zuò chuò le, được chưa? Phát âm nhá. Nǐ zuò chuò le.
để chua chua ok bà thôi bạn làm sai rồi được chưa trên phí rất là chị nghe rất nhiều câu này luôn đúng không để chua chua đó một cái bạn thôi không cần hơn nhá hai cái đều là trò nhẹ đúng không tiếp theo nào anh đến ai không chua ừ để chua là bạn sai rồi tiếp theo của chúng ta của thì có rồi phải không đấy sai lâu mai là chưa nhá bạn biết sai chưa để chưa phân được mà bạn ăn cơm chưa lâu mai là chưa nhá biết mà bỏ đi lâu mai là chưa để chưa to chưa được mà bạn biết sai chưa bạn biết sai chưa ok chưa từ tiếp theo nhá từ này là hứng 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 gì hứng nhộn lại lại hứng nhộn hứng nhơ nhá không hứng nhộn nhá trước đây từ rất là xa xưa rồi thì người Trung Quốc hay nói là hứng nhộn và bây giờ vẫn có một số người dùng nhưng nó sẽ rất là ít và cái từ nhộn này không có thanh niệm nhá hứng nhộn hứng nhộn nhá hứng nhộn rồi từ đầu tiên là Trung Quốc hứng nhộn Trung Quốc hứng nhộn rồi là gì bạn Trung Quốc rồi tiếp theo nào Nghĩa hiệu Trung Quốc hứng nhau Nghĩa hiệu Hàn Quốc hứng nhau Rồi chị biết rồi cô đánh máy biết là gì? Em biết tại sao cái này là khi bọn chị sợ nó chỉ có cái dòng này vào Google đã tham gia cái dòng dòng phim đó ra cái dòng phim đó để đánh vào đấy nhưng khi là khi mà đang sợ bụi thì mình chỉ có cái dòng phim đó vào thôi được chưa? Cái sàn slide này là số chị ba sợ là mình muốn ở trên này là cũng không muốn được giấu đúng rồi nhưng mà khi mà mình muốn có cái thông tin hơn để cho các em học á như chị bên khác là họ không biết cái đâu mà nhớ mặt em là phải nhớ chữ tiếng Trung á họ còn chị đã phải tạo ra cái phần cái dòng phiên âm để các em đọc cho dễ mà những bài sau khoảng tầm 12 bài đó phiên âm thôi về sau phải nhớ chữ nữa hát thứ hai thì là có thêm kiểu trái thiết hai hát ba không hát ba đúng rồi bắt đầu hát ba là của phiên âm nên là mình sẽ phải dần dần quen việc mổ trên phiên âm đi nhá nên là chỉ phải để phiên âm để các em đọc cho nó dễ đó nhưng mà khi mà có một Google ấy Google vẫn có những lỗi sai giống như là như kiểu rồi được hướng nhỏ đó đó thì bọn chị cứ làm cái đâu xem cái đâu thì mình sẽ sửa lại đó được hoặc là muối ở Trung Quốc hướng đâu muối ở Hàn Quốc hướng đâu rồi là gì tôi có bạn bạn Trung Quốc rồi mình cũng có bạn bạn Hàn Quốc bạn Hàn Quốc không phải chỉ có bạn Trung Quốc rồi tiếp theo học bóng nhau học bóng nhau là gì mặc tốt rồi thế có nói là bạn không tốt không không bạn không tốt là gì biết không bạn không tốt mình cũng không nói là cô học bóng nhau nhá thường thì bạn không tốt thì họ cũng nói rõ ra là bạn không tốt hoặc ai nói là bạn sẽ ra thôi bạn bình thường ý phan bóng nhau biết là ý phan họ ý phan bóng nhau bóng nhau nhá họ còn đâu là chỉ nói bạn tốt hoặc là bạn bình thường nhá không bạn không tốt nhá rồi tiếp theo nào này là nán nán là gì nam nhá âm hắn thì là nam nào từ đầu tiên là nán hứng nhộn nán hứng nhộn là gì bạn nào cũng sự hứng nhộn là gì bạn trai nhá nán hứng nhộn là bạn trai người yêu nhá người yêu đàn ông là con trai là bạn trai nhá còn bạn là con trai thì nói là muốn đặt câu hỏi bạn đặt câu hỏi khi mà nán hứng nhộn là chắc chắn đấy là người yêu thì mới gọi là nán hứng nhộn nhá còn là thế bây giờ mình muốn nói là bạn là con trai thì nói như nào ok một lần mình dùng
Thống yêu thôi, hay là gì đúng? Được chưa? Bạn là con trai được chưa? Nám tờ thống yêu nhá. Còn đã nám thống yêu chắc chắn là người yêu nhá. Cô nhầm nhá, cô lại giới thiệu đây là bạn. Đây là nám của tờ nám thống yêu. Đấy là chắc chắn là người yêu đó. Được chưa? Rồi, còn bạn là con trai nếu muốn ví dụ thường thì đã không nói được cái gì, nói là thống yêu thôi. Nhưng đây là gì đâu, phân tích cho các em là sao để nói được. Bạn là con trai là gì nhá? Là nám tờ thống yêu nhá. Rồi, tiếp theo nào. Nám tờ là gì? Sinh, nam sinh nhá, nam sinh chữ sinh nhá, được chưa? Nam sinh nhá, nam sinh nhá. Từ tiếp theo, nam lớn, nam lớn là gì? Người nam, người nam không? Nam lớn là người đàn ông, được chưa? Nam nhân đó, nam là nam, còn lớn là người hay còn gọi là nhân đó, nam nhân nhá. Thế bây giờ hỏi là anh phải là người đàn ông hay không? Hỏi như nào? Nỉ sư nám lớn mà. Anh phải người đàn ông hay không? Trong phim có hai cãi nhau không? Nỉ sư nám lớn mà. Anh phải đàn ông hay không? Rồi, tiếp theo nào? Nữ. Nữ. Dạ, nữ nhá. Rồi, tiếp theo. Nữ. Nữ ứng yêu. Đúng rồi, người yêu nhá. Mỹ sơn. Mỹ sơn là gì? Nổ. Nhưng mà nó ghép vào nhau rồi nó không được. Sửa lộ nữa. Tiếp theo. Thủy lớn. Thủy lớn là người phụ nữ. Rồi. Chữ nào cũng nhớ nhưng mà nhớ hai chữ này nhá. Đi nhà vệ sinh có biết đường không? Biết đường là đi nhầm nhà vệ sinh đó. Được chưa? Đó là người phải nhớ nhá. Đừng có vào kiểm tra xem bên nào đúng bên nào nam. Rồi. Tiếp theo nào, từ đầu tiên đọc là nào nếu nhìn có viên ở bên kia nếu có đọc đúng nhá. Từ đầu tiên đọc là chuột. Là gì? Là đúng rồi. Bị chuột sớm hơn công chuột. Rồi. Bạn là công việc gì? Đúng rồi. Buồn này, bảy mây hái mấy đậu chuột. Sai rồi. Ký kỹ rồi đọc. Quẩy mây không? Mây mà. Của mây mà hái mấy đậu chuột. Của mây mẹ. Mây mẹ nhá. Rồi, của mê mẹ. Hái mấy đậu Cúng chua. Lại nào. Của mê mẹ hái mấy đậu cúng chua. Rồi. Em cái thôi. Còn Vẫn ở đây không dịch là còn vẫn nhá, vẫn chưa có rồi mấy có cụ khác nhau nhá, được chưa? Mấy là đến thời điểm này chưa có nhưng mà tương lai khả năng là vẫn sẽ có nhá. Dịch lại một câu nào. Em gái cô vẫn chưa có được. Đúng rồi, chưa có công việc. Tiếp theo nào. Của mai ma thai chua phan. Của ma mà của ma này chua phan. Của ma mà trai thu phan. Rồi. Đang làm cơm là gì? Nấu cơm nhá. Nấu cơm sẽ là thu phan nhá. Rồi, là mẹ tôi đang nấu cơm nhá. Nấu cơm người ta dùng là làm cơm. Tiếng Trung sẽ là làm cơm nhưng mà dịch ra phải là mẹ tôi đang nấu cơm. Rồi, tôi tiếp theo là tang. Rồi, tang gì? Tang có nghĩa là làm với khác nhau. Không gặp chùa là gì? Tam sẽ là làm một cái nghề nghiệp gì đó, một công việc gì đó. Ví dụ như là làm đầu bếp sẽ có những từ khác là làm đầu bếp nhá, chứ không phải là chu phan là chỉ là nấu cơm kiểu trong gia đình mình ăn nhá. Còn làm đầu bếp sẽ có cái khác. Ở đây tam sẽ là tam lão sư, làm thầy giáo, làm luật sư, làm bác sĩ cái gì đó. Và có một cái rất là đặc biệt với cái từ tam này, đó là làm mẹ sẽ là tam mama. Tam mama nhá. Thế người ta chúng không hay nói là làm mẹ là một cái nghề. Khi mà họ áp dụng cái này của mình, tam sẽ dùng cho mẹ nhá. Cô ấy là mẹ rồi, nói như nào? Tam mama. Cô lên trước là mẹ đấy, cô đẻ đấy, được chưa? Cô tam mama, được chưa?
rồi mà anh ấy lên chức bố rồi. Tao 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 bảo là được chưa, hiểu chưa, đang là nghề nghiệp gì đó nhá. Thế rồi có rất nhiều từ làm trong tiếng Trung, ví dụ như là chua tao nung, từ gì nữa nhở, ca nhỉ, trai ca sớm không, đúng là làm. Học đến từ đó mình sẽ không được soi nhá, soi ca nhá, nhỉ, trai ca sớm không, để ta không được được chưa? Rất nhiều từ làm nhá, có nghĩa là làm. Đến đâu mình sẽ học cái đấy nhá. Mà hiện tại mình đang phân biệt hai từ này, một cái là làm, làm đây là làm công việc, làm việc này, làm rồi câu đầu tiên nào, tiên đọc là một ta là sư, hai hai người ba là sư, rồi tôi là giáo viên, tôi là giáo viên. Được rồi, được chưa? Làm nghề nghiệp nhá. Rồi, tiếp theo nào. Tha tham công sơ chi lý. Rồi. Ừ. Bên đấy là giám đốc công ty. Tốt rồi. Nhớ là ta làm cái nghề nghiệp và là mẹ. Ta ba mà ở số khẩu lúc là mẹ. Được chưa? Ta ba mà, ta ba mà. Nhá. Tiếp theo, mình có từ tiếp theo là chào. Chào nhá. Chào. Chào. Ừ. Từ này là thanh bốn này, trong này.